Từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 1.538 vụ với tổng số tiền 31 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt 11 tàu vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền gần 10 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp nhận định, dù phát hiện nhiều vụ việc nhưng không xử phạt vi phạm hành chính được do thông tin, dữ liệu thu được từ thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản. Do vậy, cần thiết có quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nói chung và hành vi khai thác IUU nói riêng. Đối với nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, trong thời gian qua, không chỉ các cơ quan của chính phủ mà cả Quốc hội cũng đề cập nhiều đến vấn đề thẻ vàng khai thác thủy sản của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam. Việc tăng cường giám sát quản lý đánh bắt thủy sản không đăng ký, không khai báo vừa là cam kết của Việt Nam, đồng thời thể hiện chính sách phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời với cái quá trình xây dựng cái nghị định này thì đề nghị đồng chí Bộ trưởng cũng như các cơ quan tăng cường thêm công tác truyền thông. Nói rõ cái tác dụng của cái nghị định này nếu mà chúng ta ban hành thì giúp cho cái việc mà nhiều mục tiêu nhưng mà trong đó có cái nội dung liên quan đến quản lý rồi giám sát cái việc mà đánh bắt thủy sản mà không khai báo, không đăng ký thì được tốt hơn để phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững. Vấn đề áp dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện xử lý vi phạm ấy phải quy định ở trong luật, bởi vì cái này nó liên quan đến quyền của tổ chức cá nhân. Đấy, nếu mà chúng ta áp dụng nó không đúng ấy thì nó ảnh hưởng đến quyền. Cho nên là chính vì vậy cho nên nó mới có cái hạn chế là chỉ những lĩnh vực nào, và nếu mà quy định rộng hơn thì phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chứ chính phủ không có quyền là tự mình quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, hiện không có quy định chặt chẽ để khởi tố, xử lý những hành vi vi phạm trên biển, ngư trường nói chung và vi phạm thẻ vàng thủy sản IUU nói riêng, dẫn đến khó khăn trong việc xử lý những vụ vi phạm. Do vậy, cần có một công cụ để siết chặt kỷ cương, đồng thời Bộ triển khai nhiều giải pháp hạn chế tình trạng khai thác tận diệt trên biển. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp làm cái đề án nuôi trồng thủy sản để thực hiện chủ trương là chúng ta giảm khai thác, tăng nuôi trồng để chúng ta giảm lượng tàu ra ngoài khơi, để chúng ta chuyển đổi ngành nghề. Với cái số cơ số tàu như thế này thì cái độ rủi ro về vi phạm pháp luật nó vẫn còn. Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng ý cho phép chính phủ quy định cụ thể về việc sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong các hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản khi ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sửa đổi.